Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay 18 tháng 3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đang ở thăm Ai Cập đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, thảo luận một loạt các vấn đề song phương và quốc tế, đồng thời thì cũng trao đổi các biện pháp hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm ở thủ đô Cairo của Ai Cập, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu bày tỏ vui mừng về các bước đi cụ thể nhằm bình thường hóa quan hệ với Ai Cập. Ông nhấn mạnh hai nước sẽ có sự hợp tác gần gũi hơn trong tương lai, đồng thời hy vọng mối quan hệ ngoại giao với Ai Cập sẽ được nâng lên cấp đại sứ càng sớm càng tốt. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tuyên bố nước này có thiện chí chính trị bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng khôi phục đại sứ của nước này tại nước kia và ngược lại. Hai bên sẽ thảo luận cụ thể vấn đề này trong thời gian thích hợp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới Ai Cập sau một thập kỷ căng thẳng giữa hai nước. Quan hệ giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu tan băng sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước bên lề lễ khai mạc World Cup 2022 tại Doha, Qatar hồi tháng 11 năm ngoái. Các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng thông báo kế hoạch gia tăng các khoản đầu tư mới trị giá 500 triệu đô la Mỹ vào Ai Cập.